Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khoảng 6 giờ sáng ngày 5 tháng 2, chị Vấn thức giấc đi ra sau nhà để rửa bát, nói chuyện với mẹ chồng là bà Triệu Thị Tiền, sinh năm 1937 ở cùng nhà. Dù con dâu đã hai lần sinh nở nhưng chưa có được cháu trai, nên bà Tiền khuyên con dâu đẻ thêm một lần nữa, biết đâu lại sinh được cậu quý tử. Trước đó mẹ chồng nàng dâu đã nhiều lần bàn đến chuyện này, nhưng lần nào cũng vậy, Vấn đều tìm cách trì hoãn dù kinh tế gia đình không khó khăn khi sống ở vùng miền núi mà vẫn có ô tô riêng. Trước đó, do sau lần sinh con thứ hai vào năm 2003, Vấn bị hậu sản, nên khi nghe mẹ chồng nhiều lần nói đến chuyện sinh đẻ, Vấn thấy sợ dù không nói ra. Cuộc nói chuyện với mẹ chồng và sáng đó như giọt nước tràn ly. Vấn tỏ thái độ, bà có giỏi thì bà đẻ đi. Vừa dứt lời, Vấn nhận ngay cái bạt tai của mẹ chồng. Ngay lúc đó, Vấn vớ được cái búa đinh để gần đó, vung lên trúng đầu mẹ chồng. Thấy bà ngã quỵ nhưng Vấn không chịu dừng tay cho đến khi mẹ chồng tắt thở. Thấy mẹ chồng nằm bất động dưới đất, Vấn bắt đầu nghĩ phải làm sao để trốn tội. Nghĩ vậy, Vấn liền kéo thay mẹ chồng vào trong nhà, dùng kéo cắt một đoạn dây điện ở chiếc quạt cũ quấn vào cổ bà Tiền để tạo hiện trường giả. Sau đó chị ta lấy áo mưa, các vỏ hộp bia các tông đựng mì tôm phủ kín lên thây nạn nhân ở góc nhà và xóa sạch vết huyết vương vãi ở hiện trường. Quần áo mặc trên người mẹ chồng Vấn cho vào máy giặt sạch sẽ rồi lên giường vờ nằm ngủ. Khoảng 10 phút sau đó, anh Nguyễn Duy Chiến là chồng Vấn gọi vợ dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Vấn cố tình cầm cọc tiền khoảng 38 triệu đồng đi từ tầng 2 xuống tầng 1, bấm điều khiển tự động mở cửa cuốn phía trước và đến chỗ để két. Chị ta cầm dụng cụ làm bếp tự tác động vào đầu mình rồi nằm lăn xuống nhà kêu cứu. Nghe tiếng vợ, anh Chiến vội vã chạy từ tầng 2 xuống, thấy vợ bị thương nặng đang nằm dưới đất. Nghĩ nhà có trộm, anh tìm quanh nhà, vừa tìm vừa hô hoán, trộm trộm. Nhiều người hàng xóm nghe tiếng chi hô vội chạy sang thì Vấn dựng lên câu chuyện có người đột nhập vào nhà, tấn công làm mình bị thương và lấy trộm hết tiền. Nghe Vấn nói vậy, mọi người đã dành cho kẻ sát nhân sự cảm thông. Vấn được đưa đi bệnh viện khâu vết thương. Không lâu sau đó, mọi người phát hiện thây bà Tiền được giấu dưới tấm áo đi mưa. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện trên nền xi măng còn dính vết màu đỏ hồng. Cạnh cửa sau nhà phát hiện vật sắc nhọn dài 21,5cm có dính huyết và chiếc búa gây án. Được triệu tập đến cơ quan công an lấy lời khai, ban đầu Vấn quanh co chối tội. Nhưng với các tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được, cuối cùng nàng dâu đã phải nhận tội hạ sát mẹ chồng. Sở dĩ cơ quan điều tra cho rằng chẳng có kẻ lạ mặt nào đột nhập vào nhà bà Tiền vì các cửa nguyên vẹn, những lối vào nhà đều chắc chắn, ổ khóa không có dấu vết cậy phá. Vấn bị truy tố về tội sát hại người. Ban đầu cơ quan công an khởi tố anh Chiến về hành vi che giấu tội phạm, nhưng chồng Vấn đã được đình chỉ điều tra vì hoàn cảnh éo le, mẹ bị sát hại, vợ dính vòng lao lý, các con nhỏ. Ngày 15 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo kêu oan của Hoàng Thị Vấn, 49 tuổi, về tội sát hại người, theo Điều 93 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Phiên phúc thẩm còn xét đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của chồng, con bị hại, bố chồng của bị cáo Vấn. Vụ án xảy ra từ năm 2012 và đây là lần xét xử thứ 6. Tại 3 phiên sơ thẩm, Vấn đều bị Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên án tù chung thân. 2 lần phúc thẩm vào các năm 2013 và 2016, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đều tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát yêu cầu điều tra lại. Nữ bị cáo có 13 luật sư đến từ Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đăng ký tham gia bào chữa, song chỉ có 5 người có mặt vào ngày 15 tháng 8. 5 điều tra viên của cơ quan cảnh sát điều tra, 1 cán bộ phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Cao Bằng và 2 kiểm sát viên bị triệu tập đến tòa.
hơn 30 cảnh sát cơ động bảo vệ có mặt từ cổng đến trong phòng xử án để bảo vệ phiên tòa. Mở đầu phiên xử, Vấn liên tục kháng cáo kêu oan trong nhiều năm vì cho rằng không đoạt mạng mẹ chồng Triệu Thị Tiền. Trả lời thẩm vấn trước tòa, bị cáo thừa nhận có nhiều lời khai khác nhau trong 6 năm qua. Có thời điểm Vấn còn khai bố chồng mình là nghi phạm, tuy nhiên đều khai theo hướng dẫn của điều tra viên chứ không có căn cứ. Phủ nhận cáo trạng tại phiên tòa phúc thẩm lần thứ 3 này, Vấn khai sáng mùng 5 tháng 2, 2012, khi xuống nhà dưới đã bị một người đàn ông lạ mặt núp sau két sắt, xông ra dùng hung khí tấn công. Người này sau đó cướp tiền của bị cáo đang cầm trên tay rồi tẩu thoát. Lúc này Vấn không biết bà Tiền bị đoạt mạng. Hung thủ vừa tẩu thoát thì chồng Vấn từ trên gác chạy xuống. Vấn sau đó được đưa đi sơ cứu vết thương, còn mọi người ở nhà tìm thấy thi hài bà Tiền. Vấn khai những tình tiết trong cáo trạng là do tự nghĩ ra, khi bị bức cung đã nhận tội cho qua chuyện và chờ ngày xét xử để kêu oan. Được triệu tập tới tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp của bị hại, anh Nguyễn Duy Chiến, chồng của bị cáo khẳng định, hôm xảy ra vụ án có người đột nhập nhà mình, chính tên trộm là người ra tay lấy mạng bà Tiền mẹ tôi chứ không phải Vấn. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho rằng, căn cứ duy nhất đến lúc này để kết tội bị cáo là biên bản khám nghiệm hiện trường, tuy nhiên đã có dấu hiệu bị tẩy xóa. Chồng chị Vấn cho rằng bờ tường nhà anh có vết trượt dài còn mới, nhưng ở biên bản khám nghiệm hiện trường lại ghi không còn mới. Theo đại diện Viện Kiểm sát, từ không ở đây là bị điền thêm, tuy nhiên chưa xác định biên bản bị điền thêm lúc nào. Đại diện Viện Kiểm sát nhận thấy cần giám định lại biên bản khám nghiệm hiện trường xem bị tẩy xóa từ bao giờ. Nhận thấy chưa đủ điều kiện để kết luận vụ án, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử hủy án sơ thẩm điều tra lại. Năm luật sư của bị cáo Vấn tại phiên tòa đều đồng tình với lập luận của đại diện Viện Kiểm sát và đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo vô tội ngay tại tòa. Luật sư Nguyễn Chiến cho rằng chưa có đủ căn cứ kết tội cho bị cáo. Trong vụ án, nguyên tắc suy đoán vô tội và áp dụng sự thật khách quan đã bị vi phạm bởi một số dấu vết phạm tội bị đưa ra ngoài hồ sơ. Luật sư Nguyễn Đắc Thực cho hay, kết quả của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an không phát hiện các dấu vết của Vấn tại hiện trường. Bởi vậy, việc cáo buộc phạm tội là không có căn cứ. Theo luật sư Thực, một trong những bằng chứng cáo buộc thân chủ của ông là biên bản hiện trường. Tuy nhiên, biên bản này có dấu hiệu bị làm sai lệch như sửa thêm từ. Trong biên bản khám nghiệm thi hài, bà Tiền bị một vết thương quanh vùng mắt, nhưng 6 năm điều tra, cảnh sát chưa làm rõ được vấn đề này. Một trong những chi tiết quan trọng là dấu vân tay của bà Vấn, cơ quan điều tra cũng chưa phát hiện tại hiện trường. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án chung thân và kiến nghị cơ quan điều tra sau vì không ngoại trừ vụ án còn có đồng phạm. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.